tiếp tục set đấu thứ hai của trận thứ hai giải vô địch bóng chuyền Nam tỉnh Kiên Giang năm 2020 giữa hai đội Dòng Riềng và đội Nam Phúc Gạch Giá. Bên Dòng Riềng trang phục trắng đen, Nam Phúc Gạch Giá trang phục màu xanh. Chúng ta bắt đầu điểm 0-0.
Thank you.
Chào các bạn nha. Rồi.